Bao nhiêu ký anh gớt? 5 triệu. 5 triệu ký không? Trời ơi, từ cô bảy, dì bảy mua nổi không? Còn hơn mà cô hoàng đế nữa trời. Báo dữ lạ. Thôi báo 3 ngàn đi. 3 ngàn ký. Ừ, 3 ngàn ký chứ. Anh gớt đang thăm lưới không quý vị khán giả? Dở lên nha quý vị khán giả. Ờ, nắm viền lên. Ồ, quá thế à. Đầy ấp luôn à. Trời ơi, xe viền luôn á. Nhìn cá đưa nó lên chưa mày kìa. Khéo lắm mà. Khéo lắm mà nhỉ. Nhẹn lắm chú Tư ơi, nó còn nhẹn lắm. Chào cả nhà nha. Hiện tại nhìn... là lứ là quằn hết rồi nghe nha. Xe viền luôn. Cá lồng tông mà vừa cá có cá chặt không anh? Ở đó là nó bằng nãy bằng kia. Ừ. Nắm giữa hào đó. Ừ. Ờ, nó mới giữa phao. À, đó đúng rồi. Cá lồng tông nha. Quá thế lồng tông à. Độ mấy ký lận anh gớt? Hả? Nhiêu? 5 ký hả? Giữa phao. Ừ. Quên hoài. Quên hoài, giải như quên hoài. 5 ký cá, chiên cho ông Tư 2 ký. Rồi. Chiên Tư mấy ký? Anh chiên Tư mấy ký? 3 ký. 3 ký vào, anh lấy 2 ký vào. Chiên Tư 1 ký. Chiên bà 7 nữa kìa. Không chia thì chỉ kẹo một cá. Ừ, nắm giữa giữa gì đó. Nắm mấy cái chỗ mà nó có dấu rồi đó anh Rất. Quá thời. Trời ơi quá thời. Này không phải lưới cá lớn cho nên là dính lòng tâm thôi. Nắm giữa phao. Ờ, giữa phao. Có dấu rồi đó. Em rất là ném chỗ đó là đúng rồi. Ừ, nhiều quá sao ăn hết anh Rất? Có đem đi chợ bán không? Không. Đem đi chợ còn bán đi. Bán cho mấy thứ như này đó. Hát các bạn con cá linh coi anh, con cá lồng tông coi anh Rất. Vậy ừ. Lồng tông xeo. Tam mùng 2 xeo. Cá bài gì mà thương con cá rô trên đồng đó. Ồ. Có cá bay chậu không anh? Nha. Có cá bay chậu không? Nắm giữa phao. Rồi. Nắm giữa phao. Để mở tôi văn nghe không khỏi văn nha. Thôi nó mời tôi văn nha. Có người tranh cạnh với anh Rất luôn cả. Là chứng kiến cái cảnh mà anh Rất thì đếm ơi, được nhiêu con rồi anh Rất? Nhiêu con? Có được nhiêu con rồi? Nhiêu con? Hả anh Gớt? Ai biết được đâu. Nhiều quá phải không? Nhiều không biết. Trời ơi. Quá thế à. Nhiêu giữa phao á. Dạy mày ngu quá. Không phải cho tao ra. Lâu quá. Lục ngày. Lộng cộng á chú. Cả năm nay anh Gớt đi đâu anh Gớt? Đây. Cả năm nay anh đi đâu mà không có văn lớn? À không. Chứ không phải đi HK hả anh Gớt? Không. Có đi hỗ trợ không? Không. Không hả? Không có mình kìa. Để nó mất cười. Chỉ phải gì anh có mình đi. Thôi bán 7 ký kìa. Trả lời coi bán nhiêu. Bán nhiêu ký? Bán nhiêu ký anh Gớt? Bán 5 triệu. 5 triệu ký không? Trời ơi từ. Cô bảy, dì bảy mua nổi không? Còn hơn mà cô hoàng đế nữa trời. Báo dữ lạ. Thôi báo 3 ngàn đi. 3 ngàn ký. Ừ, 3 ngàn ký chứ. Trời ơi, văn hết tại đường em. Chuyện cho mua. Dạ, báo dữ lạ. Mấy cái thì mượn đi, tí văn. Cái đó chút làm sao mình lấy ra anh gất. Chút ra. Chút ra mà không tàu, tàu thịt lướng mà chút hả? Chút sao tàu? Nó dở ra. Vũ. Rồi cô. Hết chưa? Lấy dây sọt ngang buộc lại. Ồ. Trời ơi, nhuyễn lắm chứ. Tại mới còn lộng cộng hết chứ tôi bây giờ nhuyễn rồi. Nhuyễn rồi đó. Nhuyễn cho nhuyễn cho anh Gớt. Đó. Gớt nó ba cái này nhầm nhò. Nhầm nhò dây. Không có giật ngang. Siết luôn. Ủa, mới giật đàng hoàng. Giật đàng hoàng đó đó. Đó đây. Đây. Ồ. Này thành quả sau 3 tiếng ha. Rồi kiếm đường lên. Nhà bỏ sao được, mấy đứa sao nó giật đó.
trơn. Đây đem thao đây đi, ra đây nè, chưa bỏ vô thao nè. Ở đây tao chỉ cho. Vô bánh rồi. Lại trong tư chỉ. Rồi leo lên đây được không? Leo lên. Đủ hai. Sao đủ 2 kg cho ông Tư? Nhiều đây chưa biết được ký không? Sao hứa chia chú Tư 3 kg rồi sao? Thôi, bán bỏ cho ông Tư hết đi. Rồi lên nè, máng lên đây gỡ mấy con cá còn. Gì cũng bắt Tư dạy hết á. Rồi đặt năm ra gỡ mấy con cá kia. Hay ha. Quá trời luôn cả nhà ơi, cả nhà thấy không? Lòng tông này là lòng tông chính hiệu nha. Lòng tông bay. Lòng tông bay luôn đó. Này cỡ nhiêu con anh Rít? Hơn. Mấy con? Nhiều. 80 con hả? Ông nội ơi. Hổng là 80 con. Trên nữa. Trên luôn. Rồi cá này làm gì ăn? Khô béo. Khô béo hả? Khô béo hả? Biết kho không? Biết. Sau lưng con là con. Rồi thầy. Giờ gọi cá thấy buồn quá anh Rít. Làm bài ơi. Mệt rồi. Mệt rồi. Cá này nhớ nhỏ. Rết nói lâu lâu cả năm nay mới văng lại. Mệt quá. Sao cái bài gì mà có lóc có cốc có kẽm có chẽm có lòng tông xeo đó. Có niềm hay xeo á. Ừ. Sao? Vô. 1, 2, 3. Vô. Mệt. Cá mệt. Sao mệt bà nội? Ăn mà mệt không bà nội? Ăn có mệt, văn mệt, tao không có mệt. Mời tao văn mày, văn nhiều mày nữa. Ồ, bà Bảy bà nói mày, mày bà văn đó. Mời tao văn đó. Mời văn cho ma ăn. Mời văn cho ma ăn. Dạ, nghe. Cái gì? Nói văn cho ma ăn. Cái gì? Văn cho ma ăn. Bà văn á. Hay là lòng mẹ không? Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Giang giàu lòng mẹ tha thiết dòng suối hiền vì treo nêu nuôi ngài tư lớn khôn ngày đêm nữ bước bao ngày bao kỷ niệm hẹn ngủ khóc nữa đây người ơi kỷ niệm hết cho lo lụm cá tiếp mẹ kìa qua lụm cá tiếp mẹ kìa. Hết rồi. Lụm tiếp kìa. Hết rồi. Con ơi. Hết rồi. Còn không? Đây, đây ông là chết. Ông nào? Ông nào là? Ông Tư hả? Ông Tư. Bự sợ ông Tư lắm hả? Lại đây nè, lại đây, lại đây. Hết rồi. Hết rồi. Mẹ kìa, hết rồi. Đây. Nó phụ tiếp mẹ nè. Tiếp mẹ nhớ Tú không? Không nhớ mình anh bà nhớ à. Mình anh bà nhớ con bà. Tụi mày có ai? Tụi mày có ai? Tụi con bà. Tụi bà chị hai tôi à. Bên này người dân. Người dân. Nó. Nhiều đủ ăn đó. Vừa mánh luôn. Có bán tụi ký đâu. Dạ bán cái gì? Đưa ổng cái gì? Ông Tư 3 mẹ, ký. Anh Rít. Hỏi mẹ coi con dân giỏi không? Hỏi giỏi không? Giỏi lắm. Nè ông Tư Tây trả nè ông Tư Tây. Cho mẹ ăn luôn đó. Ông Tư nó thôi đem về ăn đi, đem vô nhà đi. Ông ăn cảm ơn đi, cảm ơn ông Tư đi. Nè đưa ông Tư ăn đi. Đem về mặn ăn đi. Thôi có rồi ăn ừ. Tao đâu có ăn đâu. Vậy là đem đi bán ha. Anh Rít. Bây giờ ra ngoài đường mình rồi bán đi Rít bán đi. Ra ngoài đường rồi bán cho em mua cho. Rít. Vậy là có thể là đi Rít đi ra đem ra đường bán nha. Bưng cái thao đi đi. Bưng thao đi đi. Làm gì? Đây rồi dép. Lại rồi. Xả đôi dép. Xả mắt đôi dép. Bán cá à, đến đây tạm dừng quý vị khán giả theo dõi clip anh Rít đi bán cá nha quý vị khán giả. Chào cả nhà.